Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái like, những cái video sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em. Và hôm nay mình vào trong đây tắt tần tật mình review một chút xíu thông tin cơ bản về cái con game là Lemuria Clash. Thì lúc trước là nó có một cái tên là Lost Container Clash đó anh em. Bây giờ nó ra một cái phiên bản chính thức thì nó đổi là Lemuria Clash nha. Thì hiện giờ các anh em thấy là những cái bãi quái whip là đều y chang vậy anh em. Không có khi nào mà dưới 10 người đâu anh em. Thì là full bãi luôn. Ở đây là có những cái nguồn lợi mà mình có cái thông tin để cho anh em là các anh em có thể là cài gen các anh em bán được nha. Và những cái tỷ lệ khi mà mình chơi của cái con game này, như ví dụ anh em phải nạp đầu tư đồ các kiểu hay mua bán trên sàn giao dịch gì, phí giao dịch anh em là 15%, như vậy là các anh em không có đường thở đâu nam, trừ khi là các anh em phải mua bán bằng tiền ở ngoài. Và đặc biệt bây giờ cái con game nào mới ra thì anh em nên chơi tỉnh táo vào. Hiện tại ở trên một cái group của cái con game là Lemuria Clash này, người ta đang lừa đảo rất là nhiều. Trong khi đó các anh em biết gì sao không, cái thằng AD group nó lừa đảo luôn mấy đau anh em à. Nó tạo những cái trang, nó tạo những cái group vô kêu gọi anh em vô, rồi nó làm cho hai ba vố gì rồi nó dông mất tiêu luôn rồi anh em à. Đi vào vấn đề anh em, hôm nay là cái con game này là Lost Container phiên bản này là một cái phiên bản thứ ba. Đầu tiên thì nó là một cái phiên bản là Lost Container là Gold Bar Phi và Lost Container là Hồng Kông, và tiếp theo là một cái con game nữa. Thì hiện tại bây giờ mình đã trải nghiệm 2 ngày thì nó đã cực kỳ đông anh em. Không có phải như là những cái tin đồn của anh em nói là vắng tèo, không có người chơi, không biết bao giờ nó sẽ sập thôi, nhưng mà mình thấy người chơi rất là nhiều. Thì mình sẽ vào trong đây mình bán một chút xíu trang bị rồi mình ra mình farm tiếp. Hiện giờ mình đang có chỉ số là level thứ 19. Ở trong cái thời gian đầu này anh em có thể là đua top được, top 1, top 2, top 3 rồi nó rất có giá trị nha. Mà với điều kiện là anh em phải lên level 400 đầu tiên ở 1, 2, 3. Nếu mà muốn lên 400 thì các anh em giá nào cũng phải là đầu tư nha anh em. Còn không có đầu tư thì các anh em không thể nào mà bào lên level 400 được trong vòng mấy cái ngày đua top này đâu. Thì hiện tại mình sẽ lại ở đây, mình cho anh em xem là những NPC nó cũng như là cái phiên bản test hay không, hay là nó có cái gì khác hơn. Những cái phổ thông, những cái cơ bản như là những cái chỉnh, tùy chỉnh hay là những cái icon, những cái mục trong đây thì mình đã có review cho anh em những cái bản test rồi. Ở những cái mục đây, mục này là chỉnh những cái cá nhân nè anh em. Tiếp theo ở đây, gui mail rồi thông báo. Ở đây là có một cái sàn giao dịch cho anh em. Cái này mình đã có hướng dẫn chia sẻ rồi, mình chỉ vào lại cho anh em xem. Thì nó update sau thì nó sẽ cập nhật cái gan gì luôn rồi anh em ơi, chứ nó không có gì quá khác nha. Và những NPC ở đây thì người ta cũng đều bán những cái món đồ cho những con Clash chính thống. Và có một điều khác biệt là khi mới tạo nhân vật, chúng ta tạo được 3 con Clash, đó là Dark King, Dark Knight, Huyền Thoại còn gọi là Chiến Binh. Tiếp theo là Dark White Sword còn gọi là Phù Thủy, và cuối cùng đó là ép cung nữ, tiên nữ đồ cũng là ẻm luôn nha. Không biết level bao nhiêu thì mình có thể là tạo được cái con DL là cái con chúa tể, nhưng mà hiện giờ mình mới có 19, mình chưa có tạo nha. Mình lại đây để mình bán một chút xíu đồ gì đó. À cái này cho được nè anh em, mình sẽ bán những cái này đi nha. Anh em có thể là nhặt những cái này nè, tặng mình bán mình tích gen nha. Ở đây cái đồ của Phay ra cũng khá là nhiều nè. Cái đồ nào của mình xài được cái mình chừa lại nha anh em. Nó cũng y chang cái kia luôn nha anh em ơi, nó không có khác đâu. Nó cũng nâng cấp thú bằng gen luôn. Ở đây có một cái kit nha, để mình bán hết. Đây là cái lối chơi cài cuốc của mình nha anh em. Xem là chúng ta có được gì, để ra lên có mặc đồ được hay không. Để mình mặc lên nha. Đây, tiếp theo là cái chân. Cái tay này cũng phay. Cái áo. Cái mũ này hình như là chưa có mũ lúc nha. Đây, như vậy là đã mặc lên. Ở đây là từ 1 tới 4 nè, và hai cái kit này nó là từ 6 và từ 7 tới 13. Thì anh em bỏ xuống tuy nó đẹp hơn nhưng mà nó cũng không có hiệu quả nha. Thì chúng ta bán bóp cái đậu bóp mang lên rồi sao có hình hài của nó. Anh em cho mình một cái đánh giá và cho mình cái nhận xét về cái con game là Lemuria Clash này nha anh em, rất mong là cái lời nhận xét của anh em nha. Ở đây mình sẽ đi một vòng. Ở đây chúng ta có thể là học skill đây nhưng mà chưa đủ nha. Chúng ta phải cần nè cái level 61 mới học được cái sấy kiếm nè, và một cái gồng HP là gồng lai lên đó.
ở đây là một cái đâm gió, mấy cái này nó rất xa vời nha, còn cái này thì nó chưa có đủ gen nên anh em có thể là lại đây để tham khảo. Các anh em nhìn tổng quan ở trên cái màn hình nhỏ đây, ở trên một cái bản đồ nhỏ, các anh em thấy những cái chấm xanh nè, những chấm xanh đó là người chơi nha anh em. Và người chơi này một phần là dân cài vào trong đây để người ta kiếm nguồn thu, một phần là anh em đổi gió tìm cảm giác lạ. Thì mình đã có chơi một hai ngày là level của mình lên được 19 rồi, cũng không có cài gì nhiều, mình chỉ cắm ở đây để mình khảo sát tình hình chứ không có cái gì là quá xa xôi. Ở đây các anh em thấy nè, nó sẽ full map nha. Ở đây là một phần nhỏ nha, mình qua bên Davias đồ nó còn nhiều nữa nha anh em. Những anh em nào người ta chơi PC thì người ta có thể là cầu kéo với nhau, người ta chơi rất là đông. Những cái nào PC thì bán cũng y chang vậy thôi, mình sẽ lại nằm PC này cho anh em xem. Anh em xem tới đây thì tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Và đừng quên góp ý bình luận giúp mình nha anh em ơi. Ở đây sẽ có những cái vũ khí để mình mua. Trong khi đó các anh em làm gì đã có gen mà mua, mình farm bục mặt ra mới có gen. Các anh em làm gì mà có gen để mua mấy cái này thì cái đó là chưa có đâu. Nên mình chỉ là dùng đồ tăng thủ quánh rồi mình nhặt đồ vô thôi, chứ không có nghe anh em. Ở đây là cũng có bán luôn cho anh em xem nha. Ở đây là bản y chang phiên bản test luôn, những cái lọ mana, những cái lọ HP và những cái giá biến về cái map, không có quá cầu kỳ nha, nó cũng y chang vậy thôi. Và mình đi ra ngoài đây cho anh em xem cái cảnh quái nè. Các anh em nhớ nè, giao dịch là các anh em phải tốn là 15% phí nha. Mình thấy như vậy là anh em rất là phàn nàn luôn, mà chưa biết cái con game hay hay không, nhưng mà anh em nói là như vậy thì các anh em rất là ức chế rồi đó. Các anh em thấy nè, giờ này là rất là đông nha, không những ở đây không nha. Mình sẽ đi qua bên đây cho các anh em xem. Tại game mới mà anh em, game này nó mới 2 ngày nữa thôi. Ở đây cũng có đây. Mình đứng đây mình farm cho anh em xem nè. Chấm như đúng rồi luôn. Qua mình đi chỗ khác nha. Đặt cái set đồ lên nhìn quải đáy thì anh em ạ. Lúc trước thì mình đã có review cho anh em chi tiết mỗi cái set đồ rồi. Ở đây cũng có đây. Mình thấy đất quay là nhiều, anh em chuộng đất quay rất là nhiều luôn. Mình thấy 10 người đâu chơi đất quay hết, đâu đó là 7-8 người rồi. Đất kinh với cung nữ ít thôi anh em. Các anh em thấy là nhà nhà đánh quay, người người đánh quay nha. Tại vì cái skill của cái con đánh quay thì cái diện nó quánh rộng hơn và đam nó to hơn cái con DK lúc ban đầu. Thì muôn thở là DK ở thời gian đầu farm nó rất là nhọc. Anh em muốn nhẹ nhàng thì có thể là farm đánh quay, nhưng mà ba con này là ba con chủ chốt nói lên cái tên tuổi của cái con game MMO. Thì đây là một cái xe sành, theo mình nghĩ đó là một cái xe sành 2. Các anh em biết vì sao không? Tại vì phải cần có liver cố định mới tạo được cái con DL. Thì đa phần ở xe sành 2 và xe sành 3 thì người ta sẽ giới hạn như vậy. Tại vì cái con lốc Hồng Kông nó mới có xe sành 4 mà. Cái con này thì giỏi lắm chỉ là xe sành 2 thôi anh em. Anh em thấy chưa? Rất là nhiều nha. Ở đây thì nó cũng có là cái con mắt nè. Và ở đây mình sẽ vào lại cho anh em cái chỗ cộng điểm nè. Đây là một cái gương, đây là thống kê cái thuộc tính cộng điểm của mình. Ở đây là khi mà mình gắn bình HP hay mana vô, mình muốn cho nó dùng liên tục nè, muốn liên tục ở dưới đây, rồi thiệt hại thì mình dùng ở đây, như ví dụ là 30, 70 gì đó, anh em có thể là mở lên. Bên đây là HD, cái này là chỉ phù hợp đi BK thôi anh em, chứ ở ngoài thì mình cũng không cần. Đây là mình có thể là mình chuyển map, mình có thể là mo map, mo theo cái level cố định. Ở đây thì người ta cho mình cái map cao nhất là cái map level 240. Đây là một cái sàn thương mại để mình mua nha. Đây là một cái đồng Lemu, khi mà anh em nạp để mua Lemu đây, 4,9 USD thì chúng ta được 500 Lemu, giá trên Ikagut nha anh em. Cái anh em mua ở đây là không phải là mua là nó tròn liền đâu, mình cũng phải tốn phí đây. Bất cứ cái gì cũng vậy, anh em giao dịch gen cũng vậy, treo gen lên cũng vẫn tốn phí bình thường nha. Và hiện tại con này nó cũng chưa có master gì đâu. Con DK này các anh em cộng mana nó cũng lên đam bình thường nha. Tại DK nó đi theo được hai hướng, một hướng là chiến, một hướng phép luôn. Ở một cái session thấp thì anh em chúng ta chỉ là lanh quanh lãng quẩn từ ở trên map là đung ghe on đảo lợi thôi. Chứ hiện tại bây giờ các anh em lên nóc cao, cái thứ nhất là các anh em không có gen, cái thứ hai các anh em không có tem, và cái thứ ba là các anh em không có đam để mà mình lên nóc cao mình farm được. Chỉ ở cái map là lo gen thôi mà đi lại những cái bãi quái whip mà mình quánh còn không xong, làm sao mình lên map trên được nha anh em. Thì như vậy anh em chỉ ở là lanh quanh ở cái map này thôi. Chừng nữa mình sẽ cài lên một chút xíu liver nữa, mình lên map cao để mình review, chia sẻ cho anh em biết là map cao mình farm như thế nào. Thì anh em cứ việc là vào trong đây, nếu mà chơi PC thì có thể là cài gen. Ở giai đoạn đầu anh em có thể là cài gen, phan hãy nghĩ tới ngọc nha. Cài gen các anh em có thể là có nguồn thu rất là lớn. Và trong khi cài gen thì các anh em bấm cho mình một cái chữ là event, là chúng ta sẽ nhận được một cái mảnh là event nha. Các anh em gắn vào trong đây cái chữ là event ticker này, và cherry bot, và cái bot gồng, là nó sẽ có nguồn thu. Ở
ở những anh bờ gồ, những anh nào mà nạp chạy top thì người ta sẽ mua những cái mảnh event, thì anh em có thể là treo ở đây. Cái thứ nhất là người ta có thể là treo BT, người ta nhân gen. Cái thứ hai là người ta treo giá event nha anh em. Ở giai đoạn đầu thì các anh em cứ việc farm hai cái đó cho mình, là các anh em có thể là cài tốt, chơi tốt cái con game là Lemuria Clash này nha. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình từ giờ. Trong khi mà xem, các anh em có thắc mắc hay là các anh em muốn góp ý gì, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video kế tiếp lần sau.